nó không có nghịch cảnh. Không nghịch cảnh là có nghĩa là vợ thì tu, chồng không tu, hoặc là chồng tu, vợ không tu, nó không có nghịch cảnh. Thấy vợ con cũng tăng bên mẫu nhưng mà cũng rất là hiền đó. Còn con thấy vị cái gốc cũng lớn, cái gốc tu tu tiền kiếp cũng tu cũng cao. Bây giờ con có tu chưa? Như trai trường cũng lạ phải không? Nãy cái căn nó con nhìn rồi, con thấy người nào con nói người đó chứ. Tại cái căn dày, căn dày căn sâu có nghĩa là trong tiền kiếp tu nhiều. Ví dụ như trong tiền kiếp con tu 2 kiếp nhưng mà người này tu tới 5 kiếp nên là cái căn dày, nên là bây giờ ở trên là cho chuyển lại thì có phước đức cái công tu đó nhiều nên là cho thấy. Chùa đúng căn tiền kiếp có sâu đậm lắm á, cái căn mình á trong cái nhiều kiếp á, ví dụ 2-3 kiếp trước á, tôi có 2-3 kiếp trước vậy này, là tu xuất gia, có xuất gia vô trụ. Nhưng mà bây giờ cái này có tu không, có thằng trai cũng lại không, nói chung là mình tu ở tại gia đó, chưa có anh trai nha. Để cô nói cho cái căn mình khó rồi, bây giờ cái màn này là cũng như màn ba dưới góc rồi, nên là căn tiền mình đã có, con cũng vậy, căn bên căn tiên mà nằm cung mẫu nha, nên là còn đứa con gái cũng vậy, đứa con gái là bên căn của Quan Âm Bồ Tát, căn tiên không xuống trần không nha. Nên bây giờ mình về mình ăn chay 10 ngày thôi, 10 ngày cũng được nữa. Tại vì mẹ cũng có nói nếu mà căn tiên á, con có mẹ xuống trần mà biết làm hiền, làm phước, làm lành, ăn chay niệm Phật 10 ngày mẹ cũng đem về. Mà nói đây đi, ngồi luôn đây, không có dính đâu cả. Dính hả? Dính được không? Rồi, được luôn, không sợ, dính. Không có sao. Lên clip đâu đâu à, lên cho người ta thấy có gì đâu. Không có quay gì, dính chút xíu thôi. Nên là trong cái tiền kiếp thì con có tu rất nhiều rồi, bây giờ đây là lên một gia đình là căn không, được mấy đứa con? Và đứa nhỏ này lớn hơn nữa vậy ha, còn 2 đứa nhỏ ha, này là lớn thứ hai đấy ha. Bởi vì nguyên một gia đình là căn không thì cô nói á, ngồi đó đi được, mấy người này căn không à, căn là có nghĩa là trong cái tiền kiếp có tu đó nha, chứ con cô không phải là cô coi là căn mà nhập lên xuống nè. Đó, trong cái tiền kiếp mình á căn có căn tu, nên bây giờ mới chuyển gặp cô đây nè để mình nói. Đi có một mình đó, là hôm qua nói chợ lách phải không, rồi lên xe gặp mấy cách bạn nhau ha. Bạn đồng tu đi đâu cũng gặp hết, mình có tu mình lên mình gặp cũng bạn đồng tu mình nữa. Bởi vì con đó thì trong cái tiền kiếp tu cũng tu theo pháp, trong tiền kiếp trước tu theo pháp môn của Phật, nên bây giờ hiện lên cái chán vẫn còn cái trong cái kiếp là xuất gia nhìn là thấy đó, nên là bây giờ mình tu đi. Ở nhà hang con trai nè niệm Phật nè, ăn 10 ngày thôi, mình đâu có ăn trường, nếu mình ăn trường được là rất là tốt, nếu không được còn còn kinh tế làm ăn thì mình ăn 10 ngày rồi con làm phước làm hiền làm lành, đó là tu, chứ không phải là mình phải xuất gia hay là mình cạo đầu hay là mình phải ngồi là phải tụng kinh suốt, không phải như vậy. Tu đây là tu cư sĩ tại gia, biết cái căn mình có rồi đó mình tu đi. Đó, nên là có cái căn, biết cái nguồn gốc mình mới có rồi,
ví dụ như trong mấy kiếp kia con tu, mà bây giờ con tu nó là cộng vô, ví dụ hai kiếp tu ha, kiếp này tu nó là cộng vô là ba chứ không có bỏ, trừ con kiếp này con không tu là mấy mất. Nên là mình có tu về tu đi đã uổng lắm, uổng lắm. Trong màn bài chiến chót này gắn tu để uổng, mình tu là mình tu cư sĩ tại gia, ăn hiền ở lành, giúp đời giúp người nghèo khổ hoạn nạn mình giúp, đó là gọi là vậy là tu đó, chứ không phải mà cô kêu tu rồi cái là phải là xuất gia vô chùa hoặc đi đâu, không có, không phải như vậy. Nên là có cái căn rồi mình tu mau lắm, người không có căn tu rất là lâu. Còn như bây giờ cô nói ví dụ như con có cái gốc rồi, cái gốc bồ đề rồi, ví dụ giờ mình tu thì mình như mình tưới nước vô thì nó sẽ nở lá ra. Còn người không có căn là tu lâu. Người cô nói từ từ cô nhìn cô thấy cô nói nhớ này căn dữ lắm, nhớ này trong tiền kiếp trước cũng tu đó, là nam không phải nữ, trong tiền kiếp là nói cô thấy thì cô nhìn cô thấy người nào thì cô nói người đó. Nên là còn vợ con hen là căn tiên bên cung của mẫu đó, bây giờ con cũng phải phát tâm ăn 10 ngày mẫu chuyển hết trơn trong màn chót này rồi đó, là mẹ chuyển. Nếu mình không có biết mà ăn chay niệm Phật làm hiền làm phước nè, là đến khi mà mẹ nổ lô đình là hành mình bệnh hoạn nặng nề, mình biết mình tu sớm thì không có sao, tu cũng dễ. Tu trường chất buôn bán, nhà con buôn bán hay gì nè, con làm tự do, giờ con làm bên kế toán còn con nhẹ đó. Bây giờ bước đầu con ăn 10 ngày đi, cái con nguyện với Quan Âm Bồ Tát với của quyền thất tổ của mình chuyển cho con ăn đừng thèm, tức ăn từ từ lên. Con có biết bài cúng rồi, có nhà có cúng lại không? Có, cái không, đọc bài cúng rồi, có cái bài cúng, lát cô cho cái bài cúng lại của quyền hàng ngày đó, sáng chiều. Đó, nhà không có đó nên là cô cho con bài cúng. Bài cúng của quyền, tại vì mình có cái gia đình duyên tư là mình phải có thờ của quyền và tam bảo, thì trong khi mình có thờ mà mình không có biết cái bài cúng lại đó để mình trả ơn báo hiếu với của quyền thất tổ đó, nên là mình phải đọc cũng ngắn lắm, chừng nhiêu đây à? Rồi cái con đọc tháng này tháng, ví dụ con chưa thuộc con để đây con đọc rồi con cúng cái con lại tháng một cái con thuộc. Khi mình thuộc rồi thì mình khỏi cần miếng giấy nữa. Nên là mình phải cúng củ quyền là trên hết. Trong hỏi gì con hỏi gì? Hồ Quỳnh hay họ có thầy không có? Nguyễn. Họ Nguyễn, Hồ Quỳnh này giữ gần. Cô Hồ Nguyễn nè. Hồ Quỳnh là cũng họ của thầy đó. Đức Quỳnh giáo chủ đó con biết không? Đức thầy á. Là thầy là Hồ Quỳnh. Nó căng không. Họ Nguyễn cũng căng không. Họ Nguyễn này trong cái họ Nguyễn nè tu nhiều đời nhiều kiếp, tu các vị đó hen, tu cũng hàng trăm quan thâm. Nên là về chuyển cho con, giờ con tu phát tâm đi, con trai niệm Phật cúng lại đó, là từ từ hen xây chuyển cho con. Cái nhà con làm nghề tự do làm nghề gì? Làm bên tự do là ta kêu gì làm ở đó. Vậy đó hen. Nên là bây giờ hen, con phải cúng lại, dẫn dắt cô cho bài cúng vừa về con đọc đó. Rồi trong thời gian con rảnh á, con cúng rồi hai thời đó, con cúng cái bài cúng của thầy đó, đức thầy đó hen, bài tâm bảo với bài của quyền rồi. Trong thời gian mà con cúng rồi con khỏe là con đọc kinh Di Đà, chỉ có nhiêu đó thôi. Đọc kinh A Di Đà. Bây giờ màn này á là phải đọc kinh A Di Đà. Cô cái đức Phật giác qua tự tại dương như lai không? Nam mô Di Đà Phật, đức Phật giác qua tự tại dương như lai, đức Phật tự tại dương như lai không? Tập một chú đó rồi là uống một lọ thuốc nước như lai. Cái âm mình đọc một chú đó rồi cũng như vậy, cũng như vậy. Đức Phật giác qua tự tại dương như lai đọc một câu chú đó, người nghe nó
nghe người mà đọc nghe nó giống như một cái ký nó gian ra nó có thì đọc cái đó cũng tốt, còn đọc kinh cái đó cũng tốt, nhưng mà mình phải cúng của quyền mình. Hai cái bài đó là của quyền với tam bảo đó, rồi chứ mình đọc kinh gì cũng được hết trơn á. Mình đọc mình cúng lại rồi là mình đọc kinh gì cũng được, Di Đà cũng được, kinh gì cũng được, tùy mình. Ví dụ cái căn duyên mình nó hợp với kinh nào mình đọc kinh đó. Đó, mà trước khi mình đọc kinh là mình phải cúng của quyền với tam bảo trước rồi đó, xong rồi thì cúng hai cái bài đó. Hai cái bài đó thì chỉ có 15 phút thôi, thì siêu vô con tụng kinh, con đọc kinh, đọc gì cũng được, tùy theo cái duyên của mình, cái căn duyên mình nó thích cái kinh nào thì mình đọc được hết. Nhưng mà cái màn này đó, để cô nói nghe, đọc kinh Di Đà là ngài đã xuống trần gian này rồi, thì mình đọc kinh Di Đà thì nó tốt hơn đó. Mà nhưng mà mình thích kinh nào đọc kinh đó cũng được chứ không có sao, nhưng mà trước nhất tụng kinh là phải cúng của quyền tam bảo, rồi mình tụng cái gì cũng được, rồi mình phải ăn chay 10 ngày trong một tháng. Cô gái con của nó ăn bên Quan Âm. Nó cũng có căn bên Quan Âm Bồ Tát, cung tiên bên cung của mẹ Quan Âm, bên cái cung đó đó, cõi đó đó. Ở đây là gia đình này căng không xuống trần, bởi vì mới hợp với nhau để mà mình đồng tu mới dễ, còn nó không có nghịch cảnh. Không nghịch cảnh là có nghĩa là vợ thì tu, chồng không tu, hoặc là chồng tu, vợ không tu, nó không có nghịch cảnh. Thấy vợ con cũng căng bên mẫu nhưng mà cũng rất là hiền á. Còn con thấy vị trí gốc cũng lớn, cái gốc tu trong tiền kiếp cũng tu cũng cao. Bây giờ con có tu chưa? Con trai trường cũng lại phải không? Mấy cái căn nó con nhìn rồi, con thấy người nào con nói người đó chút. Tại cái căn dày, căn dày căn sâu có nghĩa là trong tiền kiếp tu nhiều. Ví dụ như trong tiền kiếp con tu hai kiếp nhưng mà người này tu tới năm kiếp vậy đó, nên là cái căn dày, nên là bây giờ ở trên là cho chuyển lại thì có phước đức cái công tu đó nhiều, nên là cho thấy để tu. Con cũng vậy, con thì cũng căn tu xuất gia luôn. Con nhỏ này cũng tu còn dữ nữa ha, nãy cũng nhỏ. Nó thật sự với con nhưng mà làm ăn chay chưa được, không ăn chay cũng ngại cái chuyện. Tại con không biết đó, con nguyện đi. Con nguyện này hen. Ở bên nước ngoài mà cô nói ha, nó ăn chay không được, năm buổi sáng buổi chiều nó thèm mặn rồi. Nhưng mà cô nói vậy nè, lũ tâm bành lục tặc trong mình còn đeo, thì bây giờ ta sớm giết. Thì bây giờ thí dụ nó có ăn bữa nay con thèm phải không? Con nhịn đói đi ha, để cô chỉ cách ha, con chỉ cách cho cô. Bây giờ ví dụ bữa nay ăn nè, ngán ngẩm thèm mặn, nhịn đói luôn, đưa vô ngủ luôn, cho mày đói tới sáng đi. Rồi bắt đầu sáng nghe cho con nguyện nè, Phật Tổ Phật Thầy Quan Âm Bồ Tát từ bi cho con ăn của quyền các tổ trong kiến nhà họ Nguyễn, trong kiến nhà họ Nguyễn con, trong cái kiến họ Nguyễn là con nguyện đi. Người ta tu đắc hàng trăm quan nhiều lắm. Mà có một cái này là con, mà không biết cái này là con biết mà cái gì có đang đó thì các cha mình còn giải gì nó làm. Như giờ ngày xưa là ông nội cháu làm vậy pháp, không làm vậy pháp. Con chú của con đó là con đọc mà con không có đâu hết. Mà con đọc một cái một người, người nào mà có con chú cũng chưa đọc sách vở nhưng mà con đọc bài dạy. Tập con chú là nghe được là cái dịch mình giận mình chạy lý mình đọc dạy. Thì trong cái ông bà của con đó là thời đó là làm thầy pháp, nhưng bây giờ các vị đó ta cũng tu hết rồi. Mà bây giờ ví dụ như mình không... là bên gia của ông nội ngày xưa theo mình khi lúc mà khi mình không biết thì người ta cứ theo dựa con cháu hoặc là kia nọ, khi mà làm cho mình đầu óc mình khi mà nó chậm lắm.
Mình không biết cái nào khi mình giải cho người ta. Là bây giờ để cô nói con nghe, cái màn này rồi, màn ba pháp rồi, mình niệm Phật cho nhiều, rồi mình tụng kinh nhiều hen, là những cái quý vị đó ngày xưa đó người ta cũng quay đầu ra tu. Bây giờ màn chót được rồi, mình không có làm nữa, mà mình giái ơn trên của quyền thất tổ. Bây giờ trong màn ba chiến chót thôi, độ cho con tu rồi con về với Đức Phật, chứ còn bây giờ làm như vậy hoài thì cũng nói chung là làm đại pháp cũng có phước, cũng có tội trong đó đó, chứ không phải không. Nói trong cái là hồi thời của ông cố ông sơ của cô cũng làm đại pháp đó, nhưng mà bây giờ cô quý chí cô tu là ông cũng tu không có theo. Mình tu vô vi nè, mình được cái năng lượng cái công đức rồi đó, thì trên mẹ sẽ ban điện xuống cho mình. Nếu mình có sứ mạng mình ra làm cứu dân độ đời, còn không có thì mình tu hoài thì mình được về, mình không có đọa địa ngục đó. Chứ mình đừng có chiều theo mấy ông, mấy ông cũng tu đó. Nếu mình chiều theo hang cái ông dục cho mình đó, không ăn mặn được. Bây giờ thầy pháp mà hồi đó thì cuốn này cuốn kia, thì bây giờ mình nguyện gì nè, con nguyện là cứu nguyện thất tổ trong kiến ngộ nguyện. Nếu trước đây ông bà có làm thầy pháp thì con xin hôm nay con xin ông bà tu đi, đừng có hành con để cho con tu đi đường chánh đạo Phật pháp đó. Con nguyện như đưa rồi con ăn chay niệm Phật, các con niệm niệm Phật đó, con niệm Phật hay con niệm dứt quyết đi đứng nằm ngồi sáu chữ Di Đà không quên đó. Là niệm lúc nào cũng niệm niệm Phật, đem Phật được vào trong tâm thì không mấy ổng cũng tu theo luôn. Chứ con để mà khi mấy ổng mà vô vô hen làm này làm kia, nhưng mà con biết sao con có một cái bình thường như con có tắm cái tâm thẳng con hai chữ con nói thì có một cái gì nóng khủng lắm, nóng như người bệnh nhưng mà nóng biết vậy. Cái đó mình không thể nào mà mình kiềm chế được. Vì sao? Tại vì con chưa có ăn chay, rồi con chưa có trì tâm nhất quyết. Con ăn chay 10 ngày đi thì bớt sát sanh thì lòng thiện ta có, thì không sát sanh thì tâm mình cũng nguội. Rồi con phải trì chú tụng kinh niệm Phật cho nhiều, thật là nhiều, thì diệt được cái đó, thì diệt được. Còn con mà chưa có hen là con, bởi vì thầy có nói nè, lũ tâm bành lục tặc trong mình còn đeo, ta mau sớm dứt mài gươm chí cho tinh cho kiếp. Cái chí mình đó, mình mài cái gươm chí huệ của mình cho tinh cho kiếp, tu cho quỷ kiếp thần thâm đó, thì mình tất cả đều mấy ông tu hết, không có theo phá mình nữa. Còn không là theo còn nghe. Không, nhưng mà ví dụ như mà người mình có ổn theo là mình làm thế nào cho không còn theo mình, làm mình nóng nảy. Thì đó, thì cô nói nãy giờ đó, con nhất quyết con cúng lại hai thầy, cái bài cúng của cô cho của thầy hang, rồi con niệm Phật cho nhiều, con tụng kinh A Di Đà, hoặc là con muốn diệt nữa thì con tụng chú Lăng Nghiêm. Thí dụ sáng này con tụng Di Đà, chiều tụng Lăng Nghiêm, có nhiều đó thôi. Với niệm Phật, niệm đi đứng nằm ngồi lúc nào con cũng nhớ niệm Phật, niệm Phật là diệt được. Cái đó cô không có hiểu, cô không có biết. Thật sự là cô chỉ biết là cái chú Lăng Nghiêm với chú chuẩn đề của mẹ. Thì mẹ có dạy cô là cái chú chuẩn đề đó là cũng như diệt được tất cả những tà ma tinh quái đồ theo mình, là mình đọc cái chú đó là nó ra hết đó. Cái đó không, cái chú chuẩn đề à, chú Lăng Nghiêm, hai cái đó. Thì cái đó mẹ dạy cô thì cô biết. Bởi vì cô là đạo hòa hảo, ít có biết cái kinh lắm, nhưng mà khi cô làm thầy rồi đó thì mẹ xuống mẹ chỉ cho cô. Đó, mẹ chỉ cho cô là cái chú chuẩn đề nha, diệt tà ma yêu quái. Dù cho thành tinh đi nữa, mình đọc cái chú đó hoài nó cũng dằn ra. Với cái chú nếu nhiều nữa thì nếu nặng nữa thì đọc chú Lăng Nghiêm. Đó. Thì con tụng cứ có nhớ. Không, cứ mình đem ra mình đọc, mình đâu có để cuốn kinh mình đọc mà, để cuốn kinh đọc đó. Thì nếu mà con quyết chí hen thì từ từ sẽ diệt được, thì con cái tâm con nó mới là thanh tịnh được, nó mới không còn nóng nảy, nó không còn sân si, mà con phải ăn chay nữa, ăn 10 ngày mới được kiềm chế. Phải mình cũng được ăn chay cô, tại vì khi mà năng của ông giật đó, cái máu đó. Đúng rồi, như nóng nảy nó rồi.
ờ ừ, đó đó đúng đúng săn lên tại vì ấy, thí dụ trong thí dụ như trong nhiều kiếp con tu hai kiếp đi mà có hai ba kiếp con không tu con cũng ăn thịt nó thì bây giờ cái quan gia đó nó cũng theo mình nó đầu đó. Nên bây giờ mình ăn chay lại để mình bớt sát sanh để mình hậu hướng cái cho cái quan gia cái con người của mình nó ví dụ như người con người của cái này mình nói cái gì khi mà tai chân của mình nó cũng chỉ là nó không chuyển về mà thế giới của mình không biết được nhưng mà phải chuyển thôi mà cái đó là không biết một cái gì đó ông bà của con đó ông bà là lúc mình làm ông bà của con làm thầy đó làm thầy pháp của binh gia nhiều binh gia lắm bây giờ mặc dù mẹ ông đi tu như binh gia vẫn theo nên mình tu cho nó đi tù luôn, giặt cả luôn. À, ai mình chuyển là cái động tổng bà là binh gia. Binh gia, tại vì làm thầy pháp nhiều binh gia lắm. Không biết điện thiên linh nè. Làm thầy pháp, ví dụ như mai nhập bắt bỏ vô hũ nè. Những mấy người ta lại đã bị nhập đó, bắt bỏ vô hũ. Tại vì ông cố, ông nội của cô là làm thầy pháp. À, nghe má cô kể lời hoài cô biết. Làm thầy pháp nè. Ông cố, ông sơ, làm thầy pháp. Mà lúc đó cô mà không vững vàng cô cũng nhỏ như này lại nhập vô hoài luôn bắt đầu cô lớn rồi cô tu quyết chí nha là không có vô được luôn nữa còn mình tu lơ mơ mà không vô ví dụ bây giờ ông cố ông sơ đi tu đi nhưng còn binh gia nó theo nên bây giờ mình tu với thầy cái nó tu quyết chí mài gươm chí cho tinh cho khiết cái chí mình là cái gươm đó để mình chặt nó mình không cho nó nén phén vô mình đó. Nên là thầy mới nói rõ ràng mình tu đi đủ tâm mình đục tạp còn đeo ta mau sớm giúp cho rồi mài gươm chí cho tinh cho khiết tu cho quỷ khiếp thần khâm con tu là mấy ông sợ không có rồi mà cũng dễ lắm con nhất tâm là được ví dụ con nhất tâm hen đáp thử cô cho con kinh chú chủ đề với kinh Lăng Nghiêm có hả vô vậy ha chùa Vạn Linh ở trên núi ờ lên cổng con vô chỗ của chị giáo chủ có để một cái kinh ông có lên còn có chùa thầy đã sắm giảng dạ. Sắm giảng có chú Lăng Nghiêm chú Lăng Nghiêm có bây giờ người ta để Trần An thỉnh có để kinh Quan Âm cứu khổ luôn bây giờ người ta để đủ trong đó ai cũng thỉnh có sắm giảng cứ vấn đề là chăm cái cuốn kinh cứu khổ Quan Âm Bồ Tát con tu đi quyết liệt đi bây giờ các vị đó người ta cũng thí dụ bây giờ đó, mình tu theo Phật rằng mình về mới được cũng như là con phải tu theo Phật tu quyết liệt là người ta mình bởi vì thầy nói là tu cho quỷ khiếp là quỷ nó sợ mình thần thì khâm phục đó, nên là con phải gán tu rồi ông bà trong cái tâm chi mình ta cũng tu nhưng còn đeo đây là đeo chỉ là binh thôi chỉ còn theo đây là binh gia của mấy ông đó thôi chứ còn mấy ông là cũng biết cái thời mà pháp cũng tu hết trơn ấy như ông bà của cô đó má cô cỡ nó làm thầy pháp nha ba ông cố nè ông kế ông nội đó ông nội ha ông nội thì không có làm nha nhưng mà ông cố ông kế ba ông ở trên nó làm thầy pháp dữ dằn má cô kể bởi vì lúc mà tụi cô mà còn con còn nhỏ nhỏ đau là má cô giái cũng gà cũng vịt thôi hồi đó đâu có biết khi mà cô lớn rồi cô có bằng nhớ này hen cũng đau má cô cũng giá gà với dịch mà lúc đó sao cô làm như cái căn tiền của cô có đau tiền kiếp vậy á cái cô mới nói đau cái má cúng dịu hoài cho mấy ông này mấy bà này theo đang mà ăn rồi cái mơ mốt làm cho mình đau hoài á cô nói với má cô vậy đó mà cái nói vợ con là ăn bên mẫu thôi ăn mẫu giờ mình làm sao mà cho mình như thế nào ví dụ như cái thằng mẫu mà bây giờ căn của con minh mẫu thì trong một tháng con tụng kinh mẫu 3 lần gì đi mẫu kinh gì con có không con có cô cho
thì con tụng trong một tháng đó là con tụng có ba ngày thôi, ngày mùng 8, 18, 28. Ừ. Còn con gái con thì nó còn nhỏ không sao, nó căng tiên với bên cung của Quan Âm Bồ Tát cũng hiền lắm, mẹ thì từ bi lắm. Quan Âm á thì con niệm Phật, con niệm Phật trong tâm, con đi học có nghĩ rồi thì con đi ra đường thì con cứ niệm Phật, ở nhà cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, nói chung là tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, giọng của quyền sấm tối mấy màu, chữ Nam Mô dập được lòng sầu, tưởng nhớ Phật giống như mình đói bụng mình phải ăn cơm, là lúc nào mình cũng phải nhớ Phật, đi đứng nằm ngồi ngủ cũng được. Ví dụ con đang quét nhà con nhớ con niệm, ví dụ con đang chạy xe ngoài đường con nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật trong cái tâm. Niệm Phật có bốn thần linh theo độ, dù mình đi ngoài đường gặp chuyện gì đi cũng đẩy mình ra không bị gì hết. Niệm Phật chí tâm chí thành thì có bốn thần linh theo độ. Mà niệm Phật này đó không biết không, niệm Phật cũng tiêu nghiệp trước nữa. Niệm Phật tiêu chướng nghiệp, cái chướng nghiệp mình trong tiền kiếp mình niệm Phật nhất cũng tiêu luôn, chứ không phải là nói là sáu chữ Di Đà đơn giản đâu nghe con, rất là màu nhiệm, rất là màu nhiệm luôn. Niệm Phật thôi chứ không có cần cái gì nhiều, như em này, em gái này nè, niệm Phật dầu cho kiếp trước mình có làm gì, niệm Phật nhất kiếp nó tới nó lớn, nó cỡ như con là nó không còn nghiệp luôn. Mình làm phước niệm Phật là cái phước nó đến thì cái nghiệp nó đi, đẩy vô thì kia nó phải lùi. Con cũng vậy, con cũng đi làm con cũng niệm Phật, nhớ niệm Phật sáu chữ Di Đà đừng quên, rồi cúng lại hai thời, làm việc thiện, làm hiền, làm lành, làm phước, không sân si thù ghét ai hết là được. Bây giờ hen cô nói đây nè, tất cả bà con trên cộng đồng luôn, bây giờ Ngọc Hoàng mở cửa Quỷ Dương xuống thế, Quỷ Dương, Ma Dương rồi Thiên Ma xuống đầy đủ, mà khi mà mình không có tu đó rồi nó vô trong người mình đầu tiên không biết, nó vô mình nó làm cho mình nóng nảy, ai nói gì mình cũng nóng săn lên, rồi từ từ hen, từ từ cái nó làm cho mình làm không có chịu cúng, không chịu niệm Phật. Dù chưa đâu, từng bước nha, từng bước nó đi, từng bước nó đi lên rồi khi đó nè, mà nó chiếm được mình. Ở Sài Gòn Bình Dương rút thôi đi, ở Tây Ninh được cũng rút, mà nó nhiều quá không chịu được. Rồi khi mà nó chiếm được cái nào vậy, nó xuống con đang chạy xe nó biểu đâm vô xe đi, hoặc lên lầu nhảy lầu đi, nó xuống tới đó là nó chiếm cái não mình. Nên bây giờ trước khi mình không cho nên mình phải chặn đứng lại, mình phải niệm Phật cho nhiều, làm hiền. Ví dụ cái người mà có tu đi hen, cô nói con nghe, ví dụ người tu đi như cô, đi như mấy đứa con, mà con săn lên, con săn si rồi con thù đốt rồi nó cũng vô luôn. Chứ không phải mình ăn chay 5 năm, 10 năm. Nhưng mà cái chỗ đó, cái chỗ ăn chay trường chay đó, nhưng mà con phải cái tâm từ bi, con không có sân si giận hận ai, con không thù ghét ai, thì mình giữ được cái tâm mình thanh tịnh thì nó không có phá. Còn nếu mà chẳng hạn như cô nè, cô nói mà cô sân lên với cô tham là nó vô liền, nó vô, nó dục, nó phá mình, chứ không có tu, không có đi đường chánh đạo để đi lạc đường về bên kia đó. Nên là cô khuyên con hen, gán giữ cái tâm niệm Phật cho nhiều, rồi phải tâm thanh tịnh, lúc nào cũng tưởng nhớ Phật. Ví dụ nó săn lên hen là con biết niệm Phật, đọc chuốt vấn đề vô liền, diệt nó liền. Là nhất là mình không có tham sân si. Ví dụ vợ chồng cũng vậy đó, sân si, ví dụ mình lỡ hai chồng cãi nhau, mình biết mình đi chỗ khác, nhìn liền, săn là nó vô, tham là nó vô. Chứ không phải mình nói mình ăn chay mà tu vậy mà vẫn đâu ngang. Biết cho cô chỉ cách rất là khó. Bây giờ màn này nó xuống hết trơn rồi. Bây giờ thầy cũng nói là con ma thì ma bắt, con quỷ thì quỷ diệt. Nếu mình không tu, không biết ăn chay niệm Phật, không tu, không biết gì hết, thì con của nó, thì nó sẽ đem mình về bên đó. Còn mình biết ăn chay niệm Phật, làm hiền, làm phước, làm lành, thì con của Phật, thì Phật sẽ độ mình,
đó. Nên là con trong màn này nhiều lắm, nhiều nó vô nhiều lắm. Điện một ngày điện cho cô mà bây giờ cô không có, không có cứu những cái bệnh đó nữa, cô chỉ cách đó, bây giờ mới củ chi nè à, cô nói cô chỉ cách cho, rồi cô gửi chú kinh Năng Nghiêm với kinh Chuẩn Đề với quan với ra là kinh Di Đà với bài cúng lên với pháp qua, nếu mà còn tụng được pháp qua còn mạnh nữa là nghiệp chướng được tiêu hết đó, nhỏ trên cô mới gửi chuyện qua ừ. Kinh pháp qua đây dày vậy nè. Đúng rồi, dày lắm con. Ở trong chùa có dày quá con không có. Không có, con đụng mấy ngày mới hết. Đúng rồi, dày là con. Đúng rồi, dày nhất luôn trong mấy công môn cái dày của con đó là. Kinh Đại Thừa đó. Người mình á mà không có tu mà sao mày cũng giật nổi lòng mình hết luôn. Ừ. Cú lật mèo chó vắng hổ gì vô nhập lòng mình hết. Nhập vô hết. Không còn người nữa. Ừ, đó. Cái những cái quan gia đó mình cái trước mình gieo đó. Con thú con vật nhưng mà bò lên náo, con người hay làm vậy không? Người nó đi hai chân ra đi bốn. Đây nè cô nè, cô ở đây nè, con nhỏ đó cũng vậy, những cái quan gia đó ở đây nè, mấy đứa này chứng kiến hết. Nó nhập vô nó bò bốn chân bốn cẳng rồi nó làm con này con kia đủ thứ. Làm la hét. Vì trong cái kiếp tiền trước, kiếp trước đó là gieo, ví dụ con đi săn bắn hoặc con làm những giết những thú vật. Rồi mình ăn không đánh đổi, mình ăn không thì bây giờ mình sám hối, mình tụng kinh hồi hướng cho nó. Với niệm Phật nhiều thì cái mình hồi hướng cho quan gia đó thì nó được hưởng cái đó, nó siêu thoát à. Còn trừ ra kiếp trước mình làm những cái sát sanh quá nặng mà mình không có biết hồi hướng thì nó bám theo mình bây giờ đó. Ừ. Thì Dũng ơi, Dũng Vinh, bước một bước ra kêu Vinh dùm cô coi.